Xin chào tất cả các bạn. Các bạn thân mến, hôm nay mình sẽ cùng chia sẻ với các bạn một cái chủ đề. Đấy chính là những cái điều mà các bạn tuyệt đối không được làm khi mà các bạn bị lạnh nhạt, hoặc là khi một ai đó có xu hướng muốn ruồng bỏ các bạn mà các bạn lại làm những cái điều này thì thực sự là không nên một chút nào. Thực sự mà nói thì cái chủ đề về khi một ai đó lạnh nhạt với các bạn thì mình cũng làm rất là nhiều rồi. Nhưng gần đây thì mình cũng gặp được rất là nhiều những cái câu hỏi của các bạn gửi cho mình, và rất nhiều bạn đã mắc phải những cái sai lầm này và nó khiến cho cái tình huống ngày càng tồi tệ hơn. Cho nên trách nhiệm của mình là phải chỉ ra cho các bạn, nhắc với các bạn để các bạn đừng mắc phải những cái sai lầm này nữa, những cái điều mà tuyệt đối các bạn không được phép làm khi mà các bạn bị lạnh nhạt nhá. Cái điều đầu tiên mà các bạn tuyệt đối không được làm khi mà các bạn bị lạnh nhạt ý, hoặc người ta có xu hướng lạnh lùng hoặc là với các bạn ý, thì đấy là các bạn không được phép chủ động nhắn tin cho người ta quá nhiều. Có thể cái lúc mà tình cảm thắm thiết với nhau, các bạn có thể không quan tâm ai nhắn tin trước, ai nhắn tin sau, ai chủ động trước, ai chủ động sau. Nhưng khi mà các bạn bị lạnh nhạt thì các bạn phải chú ý đến điều này. Tuyệt đối không bao giờ là người luôn luôn chủ động nhắn tin cho anh ấy hoặc cô ấy. Đấy là cái điều các bạn phải tuyệt đối biết. Nhưng đây là một cái sai lầm rất phổ biến với các bạn, bởi vì các bạn đang thèm khát yêu thương quá. Các bạn cứ lúc các bạn bị lạnh nhạt, các bạn chỉ nghĩ đến cái cảnh mà trước đây mình đã được yêu thương như thế nào, được quan tâm như thế nào, được là quan trọng như thế nào, và rồi các bạn thèm khát nó quá, không thấy người kia liên lạc là các bạn cứ chủ động liên lạc. Và cái việc cứ luôn luôn là người chủ động nó khiến cho tình huống ngày càng tồi tệ hơn, và nó khiến cho người kia càng lạnh nhạt với bạn hơn, càng hạ thấp bạn hơn, và người ta càng không muốn ở bên bạn hơn. Cho nên khi các bạn bị lạnh nhạt, mình không nói rằng các bạn không được phép nhắn tin cho người ta, nhưng ít nhất phải đảm bảo được cái sự tương tác qua lại. Nghĩa là nếu mà mình chủ động nhắn tin cho người ta rồi thì lần sau sẽ phải là người ta chủ động nhắn tin cho mình, chứ không được phép lúc nào cũng là mình chủ động. Vì nếu lần trước các bạn đã chủ động nhắn rồi, không thấy người ta nhắn, lần này mình lại chủ động tiếp, thì nó chứng tỏ điều gì các bạn biết? Chứng tỏ bạn hãy chuẩn bị sẵn tinh thần là tiếp tục sẽ bị lạnh nhạt thế, còn lạnh nhạt hơn nữa, mà người ta sẽ càng không quan tâm đến bạn hơn. Cho nên đừng làm như vậy. Vì tại sao người ta không nhắn tin cho bạn? Phải có lý do chứ, đúng không? Người ta không nhắn tin cho các bạn là bởi vì người ta không có cái cảm giác sung sướng, hạnh phúc và yêu thương với các bạn tràn ngập như thế. Có thể đấy là thời gian mà người ta cần có để người ta có thời gian, người ta nhìn lại, có thời gian để người ta nhớ các bạn, dù người ta nhắn tin cho các bạn. Chứ đừng bao giờ thảm hại đến cái độ mà suốt ngày lúc nào cũng là mình nhắn tin như vậy nhá. Cho nên khi bị lạnh nhạt phải tuyệt đối làm đúng cái tiêu chuẩn, tức là mình đã chủ động rồi thì lần sau người ta phải chủ động. Cứ tư thế 1-1 là tốt nhất, hoặc là 2-1 còn tốt nữa. Chứ không bao giờ được phép là mình nhắn cho người ta nhiều hơn người ta nhắn cho mình. Thì đấy sẽ là một cái hạ sách. Mình biết điều này khó khăn với các bạn khi các bạn bị lạnh nhạt, mình hiểu điều đó. Bởi vì lúc đấy các bạn đang là cái lúc mà bạn cần người ta nhất, cần người ta nhắn tin nhất, nhưng đấy cũng là lúc người ta cần thời gian không có bạn nhất. Cho nên đừng dại dột mà đi nhắn tin quá nhiều cái giai đoạn bị lạnh nhạt. Bất kể bạn phải đợi bao lâu nhá, 1 tuần, 2 tuần, 3 tuần, 1 tháng, hãy để người ta phải chủ động. Còn nếu người ta không chủ động, chứng tỏ người ta không có hứng thú với bạn. Người ta đã không có hứng thú với bạn mà bạn cứ khủng bố điện thoại người ta, nhắn tin cho người ta, chỉ làm người ta càng sợ bạn hơn thôi. Và có rất nhiều bạn làm cho đối phương cảm thấy khủng hoảng và sợ hãi khi nhận được cái tin nhắn của các bạn, bởi vì các bạn không kiểm soát được bản thân mình. Các bạn bị lụy quá, không kiểm soát được, và cuối cùng người ta cứ nghĩ là mình có vấn đề thần kinh ấy. Có rất nhiều bạn bị khủng bố và rồi nghĩ đối phương là người như thế, và thế là người ta càng sợ các bạn hơn, người ta càng không dám đến gần các bạn hơn, và rồi thế là mối tình kết thúc hẳn và luôn nhá. Cho nên đừng hủy hoại cái mối quan hệ của mình bằng cái việc nhắn tin quá nhiều cho người kia. Điều thứ hai mà các bạn tuyệt đối không được làm khi các bạn bị lạnh nhạt ấy, đấy là các bạn nhờ bạn bè hoặc người thân xung quanh tác động vào người yêu của mình để người yêu của mình phải nhiệt tình với mình hơn. Các bạn thân mến, một người mà người ta lạnh nhạt với bạn ấy, nó là vấn đề của cảm xúc. Các bạn không thể nhờ người này người kia nói vào thì người ta sẽ có cảm xúc lại với các bạn, xong rồi người ta sẽ nhiệt tình với các bạn được. Các bạn ạ, một khi người ta đã không muốn, càng nói càng bị tác động vào, người ta càng ghét bạn hơn, người ta càng không muốn nhắn tin cho các bạn hơn ấy, người ta càng không muốn liên hệ với các bạn hơn ấy. Cho nên đừng làm cái điều đấy. Hãy tự lực cánh sinh. Mình mà cuốn hút đi thì người ta đã nhắn cho mình rồi. Còn người ta không nhắn cho mình đơn giản là vì mình không cuốn hút với người ta thôi, đúng không? Dù là lý do gì thì mình cũng không khuyến khích các bạn là nhờ bạn bè hay nhờ người thân liên hệ với người ta để bảo người ta phải nhiệt tình với mình.
Đừng làm như thế các bạn ạ. Hạ thấp giá trị của bản thân mình quá. Mà đáng nhẽ cái việc mà mình bị lạnh nhạt ấy, mình không nên nói với nhiều người để người ta biết làm gì cả. Mình cũng đẹp mặt vào đâu đâu mà nói ra, đúng không? Cho nên cái giai đoạn nó cũng là một phần trong tình yêu, thì mình cũng phải học cách đối mặt với nó. Đôi khi mình phải chịu đựng khổ sở một tí, chứ không phải là cái gì mình cứ khó chịu là mình phải trút lên người kia, bắt người kia phải hứng chịu. Xong mình không chịu được, mình liên hệ với người ta không được, thậm chí người ta chặn mình không được, thì mình nhờ người này người kia nói chuyện. Đừng làm như thế các bạn ạ. Nó chỉ khiến các bạn không có cuốn hút trong cái giai đoạn mà các bạn bị lạnh nhạt thôi. Và cái điều số 3 mà tuyệt đối các bạn không được làm khi mà các bạn bị lạnh nhạt ấy, đấy là các bạn gọi điện cho người ta, các bạn khóc lóc thảm thiết. Có những bạn chia sẻ với mình là người ta không nghe điện thoại của em. Em gọi hàng chục cuộc, hàng mấy cuộc, người ta nghe cái là em khóc ầm lên. Em nghĩ rằng cái cách đấy người ta sẽ biết là em yêu người ta nhiều như thế nào, và dù người ta sẽ quay lại với em và nhiệt tình với em. Nhưng đấy lại là một cái hạ sách nữa. Các bạn càng thể hiện sự thảm hại của mình bao nhiêu, người ta càng thấy rằng người ta phải rời bỏ các bạn. Đấy là một quyết định đúng đắn bấy nhiêu. Các bạn ạ, ai cũng thế. Người ta thích ở bên cạnh một người cuốn hút, không ai thích ở bên cạnh một người thảm hại hết, đúng không? Thảm hại, khóc lóc, trông chờ, không có người ta thì mình chết mất. Nó chỉ khiến cho mình quá thảm hại trong mắt người ta, và người ta càng coi thường mình hơn thôi. Đáng nhẽ bình thường, đến cái lúc mà người ta lạnh nhạt với bạn một thời gian xong rồi nó trôi qua, bạn ứng xử cuốn hút, người ta quay lại với bạn, người ta tình cảm nồng cháy hơn. Nhưng ví dụ bạn sai như thế này ạ, thì có khi sau đấy người ta chạy luôn, chạy hẳn và sẽ không bao giờ quay lại nữa. Cho nên chúng ta phải thận trọng với cách ứng xử này nhá. Cái điều số 4 mà các bạn tuyệt đối không nên làm khi bị lạnh nhạt ý, đấy là các bạn quá hào hứng với một cái tin nhắn mà không có sự đầu tư. Đôi khi các bạn sẽ bị lạnh nhạt trong một thời gian rồi, xong ví dụ một tuần, hai tuần, nửa tháng, bắt đầu người ta nhắn tin cho mình sướng quá. Nhưng mà cái nhắn tin nó cũng chỉ đơn giản là muốn nói chuyện với em, hoặc là muốn nói chuyện với anh, hoặc là đang làm gì đấy. Những cái câu nó không có sự đầu tư như thế thì bạn cũng đừng hào hứng quá nhá. Đừng có thể hiện rằng mình chẳng có việc gì làm ngoài cái việc ngồi đây chờ tin nhắn của người ta. Và bây giờ người ta nhắn cho mình sung sướng quá, thế là mình phải nhắn một cái tin thật là dài, đúng không? Đôi khi ấy, khi mà người ta lạnh với mình ấy, thì mình cũng phải có một cái sự lạnh nó tương đối trở lại, chứ không phải là mình cứ nồng nhiệt quá. Nó cũng phải phù hợp thôi, đúng không? Mình thấy người ta có cái sự đầu tư trong tin nhắn của người ta thì mình cũng sẽ có sự đầu tư trong tin nhắn của mình. Còn nếu người ta hời hợt thì mình cũng đừng vui vẻ quá. Mà đôi khi nếu hời hợt quá có thể không trả lời. Ví dụ nói trống không là mình không trả lời rồi. Đấy. Chứ không phải là mình nhớ quá, mình thèm quá, xong rồi đến lúc đấy là mình không kiềm chế được, mình phải nhắn tiếp. Đừng, chính lúc đấy là lúc các bạn phải bản lĩnh để đừng nhắn cho người ta nữa đấy. Nhớ, để người ta biết giá trị của các bạn. Chứ bạn có phải là cái người mà chẳng có việc gì làm, không có cuộc sống gì cả, ngồi đây chờ người ta ban phát cho một chút tình yêu thương, có tin nhắn là bắt đầu mình hào hứng quá đó. Cái sai lầm của chúng ta ấy, đấy chính là khi bị lạnh nhạt, chúng ta cứ bị hào hứng quá mức đối với một cái tin nhắn bé tí bé tẹo, và khiến cho người kia càng hạ thấp mình hơn. Có thể là đôi khi lâu lâu không nhắn tin cho bạn, cũng không thấy bạn nhắn tin cho người ta tò mò về các bạn. Nhưng người ta cũng chưa có ý định gì đâu, người ta nhắn cho các bạn cái tin nhẹ nhàng ra thôi, thậm chí còn trống không. Nên là các bạn hào hứng, các bạn nhắn lại một cái tin rất nồng nhiệt và rất dài. Không nên như thế nhá. Mình dựa vào cái tin của người ta để mình biết xem cái mức độ mình cần trả lời như thế nào, và có cần trả lời hay không. Chứ càng là bị lạnh nhạt mình càng phải bản lĩnh. Đừng sợ là bọn em đã không nói chuyện với nhau 3 ngày, 5 ngày, 1 tuần, 2 tuần, thậm chí 1 năm. Các bạn ạ, vì nếu thực sự người ta yêu bạn, người ta sẽ không bao giờ chịu đựng được cái thời gian dài như thế mà không liên hệ với các bạn. Hãy để cho người ta phải không chịu đựng được mà phải liên hệ với các bạn, phải nhớ nhung các bạn. Chứ đừng để đến lúc mình là quá thảm hại nhá các bạn nhá. Và cái điều số 5, cái sai lầm của các bạn ấy, đấy chính là các bạn vội vàng hấp tấp và muốn người ta phải nhiệt tình với mình ngay và luôn, giống như cái thời ngày xưa. Các bạn ạ, tình yêu nó sẽ thay đổi. Có những lúc nó sẽ phải trải qua cái thăng trầm đấy, có những lúc nó sẽ không được nồng nhiệt đấy. Cái việc các bạn cứ đòi hỏi nó chỉ chứng tỏ rằng các bạn quá ích kỷ thôi, chỉ biết nghĩ đến mình. Đôi khi, ví dụ trong cái thời gian vừa rồi nó bị dịch, bị bệnh, thì có rất nhiều người bị áp lực về kinh tế, về cuộc sống, còn chưa biết là mình sẽ sống như thế nào cơ. Còn người yêu thì cứ ở bên đầu bên kia, cứ dục là phải nhiệt tình, phải yêu, rồi là hoài nghi sự chung thủy của người ta. Các bạn thân mến, ngoài yêu các bạn, người ta còn có cả một cuộc sống mà người ta phải lo lắng. Thậm chí có những người còn phải lo cho gia đình của họ nữa cơ.
đừng thể hiện cái sự ích kỷ của mình bằng cái việc lúc nào quay lại mà nó người thấy người ta nói chuyện với mình một cái là bắt đầu người bắt người ta phải nhiệt tình với mình, phải thế này thế kia. Đôi khi hiểu cho người ta một chút, chịu đựng nỗi đau cho bản thân mình một chút, để rồi cho người kia có sự thoải mái hơn, thấu hiểu một chút, chứ đừng có hấp tấp, dục tốc bất đạt các bạn ạ. Chỉ cần các bạn hấp tấp thôi thì ngay sau đấy là các bạn sẽ bị ruồng bỏ ngay. Có thể là trước đấy người ta cũng nhớ các bạn, người ta cũng nhắn tin cho các bạn, xong rồi thấy các bạn đòi hỏi nhiều quá, người ta cảm thấy mệt mỏi. Cuộc sống của người ta biết bao nhiêu cái điều người ta cần phải lo lắng. Bây giờ bạn không là người mà làm giảm bớt những cái lo lắng cho người ta, bạn còn đặt thêm nhiều áp lực cho người ta nữa. Người ta lại tự dưng người ta thấy bạn trở thành một gánh nặng đối với người ta nữa, thì người ta không muốn ở bên cạnh bạn nữa. Thì đấy là cái điều rất là đương nhiên thôi. Cho nên ý, nếu bây giờ mà các bạn đang bị lạnh nhạt, bất kể là lý do gì, có rất nhiều lý do khác nhau, thì cái việc đầu tiên mà chúng ta phải làm đấy cũng là sự bản lĩnh trong tình yêu. Bản lĩnh để không bao giờ quá thảm hại. Rồi trong cái thời gian đấy mình sẽ tìm hiểu xem rốt cuộc là cái lý do người ta lạnh nhạt với mình là gì. Có phải người ta áp lực vì công việc, vì cuộc sống, vì gia đình, hay là do mình ứng xử không phù hợp, do mình đòi hỏi yêu thương nhiều quá, hay là vì người ta có người khác. Đấy, đầu tiên là phải bản lĩnh cái đã, không có thảm hại cái đã. Sau đó các bạn sẽ dần dần tìm hiểu xem rút cuộc thì là lý do gì để mình có cái ứng xử cho nó phù hợp nhá các bạn nhá. Chứ đừng có dại dột mà ứng xử đi làm những cái điều mà mình vừa nói. Thì có lẽ rằng ví dụ một tình yêu bình thường trải qua cái giai đoạn lạnh nhạt, các bạn sẽ thắm thiết hơn. Thế nhưng nếu các bạn mắc phải những cái sai lầm này thì người ta rời khỏi các bạn luôn và người ta không còn gắn bó với các bạn nữa đấy nhá. Cho nên là hôm nay mình chia sẻ với các bạn để các bạn rút kinh nghiệm. Hôm nay chương trình của chúng ta sẽ tạm thời kết thúc tại đây. Xin chào và hẹn gặp lại. Xin chào tất cả các bạn. Các bạn thân mến, hôm nay chúng ta sẽ cùng giải đáp thắc mắc cho những bạn trong thời gian qua đã nhắn tin cho mình nhé. Bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với câu chuyện ngày hôm nay. Bạn ấy có chia sẻ như thế này: em chào chị ạ, em đã xem rất nhiều video của chị và em thấy thực sự hữu ích. Em hy vọng rằng chị có thể đọc được tin nhắn của em và cho em lời khuyên. Em và người yêu em yêu nhau được hơn 1 năm và đã chia tay cách đây 2 tuần ạ. Đã vài lần chia tay nhưng thường thì là em chia tay trước. Em đã làm theo hướng dẫn làm sao để quay lại với người yêu cũ của chị và em đã thành công. Nhưng lần này thì là do anh ấy nói chia tay với em. Và lý do anh ấy đưa ra thực sự không đáng. Em không ngờ là chỉ một lỗi nhỏ của em là chưa bao giờ nói tục. Nhưng hôm đấy em đã lỡ nói ra một câu tục thôi, cũng làm cho mối quan hệ giữa chúng em kết thúc. Hôm đầu chia tay em cũng buồn lắm, nhưng em không để anh ấy biết. Em luôn tỏ ra vui vẻ, mạnh mẽ và xem như không có gì. 10 ngày sau anh ấy vẫy tay trên Zalo, em cũng không trả lời luôn. Cho đến hôm sau em mới trả lời lại. Xong anh gửi icon, em cũng không trả lời nữa. Hôm qua là tròn 15 ngày bọn em chia tay. Em không thấy Facebook anh có động tĩnh gì. Em mượn điện thoại của con bạn em xem thì em mới phát hiện ra thì ra anh đã đăng status yêu thương nhưng ẩn không cho hiển thị trên Facebook của em. Cho đến hôm nay em mới biết được anh có người yêu mới và người yêu mới của anh là chị cùng chỗ làm anh ấy. Lúc đang yêu em, hai người họ cũng hay chơi game với nhau. Tình cờ lúc nãy em mới nhận ra là anh cũng đã unfriend em lúc tối. Em cũng không hiểu vì sao anh ấy lại làm như thế nữa. Giờ em vẫn còn yêu anh ấy nhiều lắm. Có lẽ trong khoảng thời gian trước anh chưa có người yêu mới thì em vẫn có thể bình thản. Nhưng bây giờ anh có người yêu mới rồi thì em không thể mạnh mẽ được nữa. Nhớ đến kỷ niệm và khoảnh khắc hai người đó ở bên nhau, cứ nghĩ đến là khóc. Em không biết phải làm sao nữa. Mong chị cho em lời khuyên, em cảm ơn chị ạ. Em thân mến, thì chị có thể hiểu được cái cảm xúc của em bây giờ. Thực ra ấy, nói là yêu, còn yêu nhiều lắm thì chị nghĩ là đấy cũng không phải là tình yêu em ạ. Bởi vì thực sự với một cô gái mà biết giá trị của mình thì tình yêu của mình thì chỉ trao cho một người mà người ta chân thành với mình thôi. Còn nước mắt của mình, tình yêu của mình nó không thể trao đi cho một người không xứng đáng được em ạ. Bởi vì trong suốt cái quãng thời gian mà em đã ở bên anh ấy, mặc dù cũng có những cái lỗi sai thì chị có thể hiểu được, thì mình sai thì mình sẽ sửa. Thế nhưng mà anh ta đã lựa chọn có một người khác sau khi mà quyết định chia tay với em, thì đương nhiên mình cũng không có trách, không có chửi bới hay là nói là anh là tồi, anh là tệ gì cả.
Vì nói thật là dựa trên cái nguyên tắc về đạo đức thì anh ta không có phạm phải bất cứ điều gì cả, bởi vì anh ta đã chia tay với em và anh ta có người khác. Nhưng về mặt mình, với tư cách của một cô gái có giá trị, thì mình không thể nào yêu một người đàn ông như thế được. Chị nói thật là bây giờ anh ta có quay lại quỳ gối xin em thì chị cũng không bao giờ nghĩ là em nên quay lại với người đàn ông này đâu. Bởi vì tình yêu nó đã không còn trọn vẹn nữa rồi. Chị không biết là trong quá trình yêu nhau thì em có chia sẻ rõ ràng cái quan điểm của em trong tình yêu, tức là trước khi yêu em, anh có thể yêu bất kỳ ai, em không quan tâm đến điều đó. Nhưng sau khi yêu em rồi mà em có tình cảm với bất kỳ ai thì em sẽ không bao giờ chấp nhận điều đó và tình cảm này sẽ chấm dứt. Chị không biết là trong quá trình yêu nhau thì em có nói không, nhưng mà nói chung là cái quan điểm của chúng ta là như thế. Bây giờ anh ta đã từng yêu em, anh ta vì một cái lỗi nhỏ xíu đấy của em mà anh ta bỏ em, sau đó có người khác, thì có lẽ rằng cái lỗi nhỏ xíu đấy của em nó chỉ là một cái cớ thôi. Cái cớ bởi vì người ta đã thích người khác rồi, người ta muốn chờ đợi một cái cơ hội để có thể danh chính ngôn thuận đến với người khác, và người ta bắt vào cái lỗi đấy của em và người ta muốn chia tay. Em cũng không cần phải quá day dứt về cái lỗi lầm của mình. Đương nhiên, nói chung chị cũng không đồng ý và cũng không ủng hộ cái quan điểm là em lại nói tục chửi bậy đâu. Không biết là em có nói chửi bậy không, nhưng mà nói chung là nói tục thì dù gì thì mình là con gái mà kể cả con trai thì cũng không nên, bởi vì những cái câu nói tục ấy nó thể hiện cái văn hóa của mình. Thì mình không nên thể hiện những cái đấy, thể hiện là mình không có trình độ văn hóa thì mình không dùng những cái câu đấy để làm gì cả. Nên chị nghĩ rằng em không nên dùng những câu đấy nữa. Nhưng nói chung là mình sai thì mình sửa. Còn bây giờ thì cái việc mà em cần làm đấy chính là đối mặt với chính cái cảm xúc của mình. Em có nói là em cứ nghĩ đến cái cảnh mà họ có ngọt ngào với nhau là em lại đau rồi em lại khóc. Thực ra em cứ nghĩ mà xem có đáng không. Bây giờ chị khuyến khích em là đừng nghĩ rằng, đừng có quan tâm là mình đang có cảm xúc như thế nào, mình đang nghĩ gì nữa. Hãy nghĩ là em xứng đáng với điều gì. Đấy, cái thứ mà em phải luôn luôn ghi nhớ ở trong đầu là em xứng đáng với cái điều gì. Cái đó mới là cái thứ quan trọng. Em có nghĩ rằng mình đáng để bị một người đàn ông, người ta đã từng yêu mình rồi người ta có người khác không? Em có đáng không? Em có đáng phải trao tình cảm cho một người không có tình cảm với mình không? Đấy, hãy nghĩ về cái thứ em đáng có được, em đáng được đối xử. Chứ hãy tạm khoan nghĩ đến cái việc em có cảm xúc như thế nào. Bởi vì cái việc em có cảm xúc như thế nào, em cứ tập trung vào nó sẽ khiến em có rất nhiều các hành động sai mà nó không phù hợp, mà không tốt cho mình. Em ạ, tất cả mọi thứ này nó sẽ tan vỡ khi nào, tan biến khi nào? Khi em gặp một người đàn ông tốt hơn và em biết rằng mình xứng đáng được đối xử như thế nào. Còn bây giờ chị biết là cô gái nào cũng thế, đang yêu say đắm như thế, tự dưng người ta có người mới là mình đau rồi. Nhưng cái thứ mà em cần tập trung bây giờ không phải là cảm giác của em bây giờ. Thứ em tập trung bây giờ, cần tập trung, đấy chính là em xứng đáng được đối xử như thế nào. Em xứng đáng với một người đàn ông chỉ yêu một mình thôi, chân thành với mình, cùng mình vượt qua những thử thách, những khó khăn. Chứ còn chỉ vì một câu nói đấy, sau anh ta có luôn người khác thì chứng tỏ rằng anh ta đã sẵn sàng cho cái việc có người khác từ trước đấy rồi. Chỉ là chờ cái thời cơ đấy để nói chia tay với em thôi. Có gì đáng để mình buồn, có gì đáng để mình đau không? Và cùng với thời gian thì chị nhận ra một cái điều như thế này. Nước mắt của mình, tình yêu của mình, nó là những thứ có giá trị. Em ạ, mình chỉ trao cho những người xứng đáng thôi. Chứ mình không thừa tình yêu hay thừa nước mắt để trao cho một người coi thường những cái giá trị đấy của mình, đúng không? Chị chỉ khóc vì một người còn yêu chị, vì một người hy sinh rất nhiều cho chị mà họ phải chịu ấm ức. Chị sẽ sẵn sàng khóc vì một người đàn ông như thế, khóc bao nhiêu cũng không thấy tiếc. Nhưng mà rơi một giọt nước mắt thôi vì một người đàn ông không coi mình ra gì ấy, thì chị cảm thấy phí lắm. Phí cơm, phí gạo, phí những cái lượng calo mà mình đã ăn vào người. Tội gì hả em, đúng không? Có đáng đâu. Mình có thể sẵn sàng hy sinh nhiều thứ vì một người đàn ông, nhưng đó là một người đàn ông chân thành với mình. Và em cũng phải biết một điều mà chị luôn luôn nói rất nhiều, khắc ghi ở trong lòng, hoặc là em ghi vào nhật ký của em, ghi vào cuốn sổ của em để em nhớ này. Người đàn ông không có chung thủy với mình và không có nghiêm túc chân thành với mình, một xu cũng không đáng. Em phải nhớ rằng trong cuộc sống của em bây giờ với người đàn ông đấy một xu cũng không đáng nhá. Một khi mà anh ấy chung thủy với mình, anh ấy có thể có nhiều nhược điểm này, nhược điểm kia, mình có thể cùng anh ấy hoàn thiện hơn. Nhưng ít nhất anh ấy chung thủy với mình, anh ấy chỉ có một mình thôi, thì anh ấy là vô giá với mình. Không tiền nào có thể đong đếm được cái thứ tình yêu mà em dành cho anh ấy.
Đấy là khi người ta chân thành với mình. Cái sự chân thành nó là vô giá, cái sự chung thủy nó là vô giá, không tiền nào có thể mua được. Và lúc đấy em có thể hy sinh rất nhiều vì cái người đàn ông mà chân thành với em như thế, nó rất là đáng em ạ. Nhưng bây giờ là một người đàn ông không coi em là gì cả, người ta có tình cảm với một cô gái khác, người ta yêu một cô gái khác, có ý nghĩa gì với mình? Chả có ý nghĩa gì với mình cả em ạ. Nhớ nhá, tình yêu của em, nước mắt của em có thừa thì mình trao cho những người cần. Ví dụ là mình thương bố mẹ mình hơn, mình yêu bố mẹ mình hơn, mình yêu anh chị em mình hơn, cháu chắt mình hơn đây này. Không thừa tình yêu để trao cho một người mà người ta không coi mình là gì cả, mà người ta lại có người khác. Bây giờ có thể thỉnh thoảng là sau khi chia tay em, có thể là nhớ một chút xíu, rồi đấy, vẫy tay em trên Zalo. Vẫy tay thì em phải trả lời á, anh nghĩ anh là ai, đúng không? Cho nên em không được hạ thấp bản thân mình như thế. Bây giờ em chưa biết thì thôi, em biết rồi thì em phải biết rằng người đàn ông này một xu cũng không đáng với mình nhá. Trước đây mình đã từng coi anh ấy là vô giá, nhưng chính anh ấy đã làm phá vỡ tất cả mọi thứ. Và chính anh ấy đã vứt đi cái thứ có giá trị nhất, đấy là tình yêu mà mình trao cho anh ấy, nó chân thành nhất. Chính anh đã vứt đi những cái thứ cao đẹp đấy mà tôi đã trao cho anh, thì tôi không có nghĩa vụ bây giờ phải giữ lại cho anh nữa. Mà em cần biết rằng thứ tình cảm thiêng liêng và cao quý đấy là tình yêu của em, nó sẽ dành cho một người tuyệt hơn thế nhá. Thì đấy là cái tư duy, cái quan điểm mà em cần phải có. Còn một cái điều nữa, đấy là em còn băn khoăn không hiểu sao anh ấy unfriend của em. Unfriend em là tại sao, đúng không? Rất đơn giản em ạ, bởi vì người ta có người yêu mới rồi. Người ta không muốn là, đương nhiên có thể là người ta không muốn em nhìn thấy việc người ta hạnh phúc ra sao, thì không muốn làm em buồn. Thì thôi, cũng là người ta có ý đấy, thì thôi mình cũng cảm thấy thanh thản với điều đó em ạ. Bởi vì là bây giờ friend để làm gì? Friend để mỗi lần người ta hôn nhau, người ta ôm ấp nhau, người ta tình cảm với nhau để mình nhìn thấy à? Thế để làm gì hả em? Thực ra người ta ẩn đi để em không nhìn thấy cũng là một cái điều tốt ấy. Chứ mình đâu có mong muốn nhìn thấy những cái điều đấy. Mặc dù bây giờ anh đối với tôi một xu cũng không đáng, nhưng tại vì anh đã từng là người mà tôi yêu, cho nên là tôi không hài lòng và cũng không vui vẻ gì khi mà nhìn thấy anh vui vẻ và hạnh phúc bên cô gái khác. Đương nhiên chúng ta không ích kỷ hay là hận thù để mà nói rằng tôi rủa cho anh thế này thế kia. Không, mình không làm thế, mình không có thời gian, mình làm thế không có cái sức lực để làm thế, mình không lãng phí thời gian để làm thế. Nhưng mà mình cũng chẳng vui vẻ gì khi nhìn thấy người ta hạnh phúc cả. Thế cho nên là thôi, nói chung là anh hạnh phúc hay không tôi không quan tâm nhá em nhá. Ví dụ người ta chia tay nhau, người ta còn ân nghĩa với nhau thế nào cơ, thì mình còn chúc phúc cho người ta ngay cả khi bọn mình không đến được với nhau. Thế nhưng mà giữa chúng ta cũng chẳng tình nghĩa gì nữa rồi, đúng không? Anh yêu tôi rồi anh yêu cô khác, chẳng tình nghĩa gì mà tôi phải quan tâm việc anh có hạnh phúc hay không. Anh hạnh phúc hay không hạnh phúc tôi không quan tâm. Đó, đấy là cái tâm lý mà em cần phải có. Người em cần quan tâm bây giờ là em, bố mẹ em, gia đình em, những người thân yêu nhất của em. Còn anh này, anh ấy đã từng là một người quan trọng trong cuộc sống của em, nhưng chính anh ta đã rũ bỏ tất cả. Thì bây giờ anh ta không còn xứng đáng để có được những điều đó nữa nhá. Nhớ lời chị, anh ta bây giờ đáng giá không đồng với em, bởi vì anh ta không hề chân thành và không hề yêu em chung thủy. Đấy, đấy là cái giới hạn, đấy là cách yêu của một cô gái mà người ta biết giá trị của mình. Chị hy vọng rằng em cũng sẽ có cái tư thế đấy để vượt qua cái mối quan hệ này nhá. Còn trên đời này đàn ông tốt thì nhiều lắm. Mình cứ sống tốt, mình cứ sống tuyệt, mình cứ cải thiện bản thân mình nhiều đi, rồi trong tương lai mình sẽ gặp một người đàn ông tốt hơn mà. Em cứ yên tâm là chỉ cần mình tốt hơn thì người đàn ông về sau đến với em sẽ là người đàn ông tốt hơn người đàn ông đến trước. Bởi vì người đàn ông đến sau, đến ở cái thời đợt em đã hoàn thiện bản thân mình rồi, em đã tốt hơn lên rất nhiều rồi nhá. Cho nên tự tin để bước đi và chờ đợi một người đàn ông tuyệt hơn sẽ đến bên cạnh mình. Có nhớ, có đau, có buồn, bây giờ cái lúc đấy nhắm mắt lại và nghĩ đến người đàn ông tuyệt vời định mệnh của mình sẽ xuất hiện trong tương lai đi nhá. Nghĩ về anh ấy đi, còn cái người đàn ông này không đáng để mình nghĩ đến một giây nhá. Hôm nay chương trình của chúng ta sẽ tạm thời kết thúc tại đây. Xin chào và hẹn gặp lại.